Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty G Music. Mình là Nguyễn Thịnh. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một series giới thiệu sản phẩm của Sennheiser, đó là Micro USB Profile. Ở đây hiện tại hình đang có hai phiên bản, đó là phiên bản Bay và phiên bản Streaming Set. Phiên bản Bay sẽ có một table stand và một micro, còn phiên bản còn lại sẽ có thêm một bộ boom air và một kẹp bàn. Sản phẩm này sẽ phù hợp cho các bạn yêu thích streaming, làm podcast. Và cái sản phẩm này có một đặc điểm, đó là có cổng kết nối Type-C đa dạng với tất cả các thiết bị, dễ dàng kết nối. Hẹn gặp lại các bạn ở video thứ hai, mình cùng unbox và xem trực tiếp sản phẩm này.